just one of us to lead the...
Dạ.
Thank you.
Ngày 23 cơ mà. Cộng thêm mấy? Không, mẹ ông được đúng rồi. Bài mẹ giao ở đấy đấy. Con đừng có đùa với mẹ. Cho con quảng khăn đỏ. Mẹ ơi. Muốn ăn đòn không? Nhưng mà mẹ có yêu không? Không yêu được. Đi Cái thái ra. độ kiểu như thế, cố tình biết là như thế còn ra trêu mẹ. Không yêu. Thế con không yêu mẹ. Thì thôi. Ai bảo mẹ không yêu con? Ừ. Mẹ có yêu con không? Không. Con sẽ thay đổi ý định. Mẹ có yêu con không? Không, Vì sao? vì con cố tình trêu mẹ. Trêu như thế nào? Con không biết ạ. Con không nhớ. Trêu như thế nào? Mẹ hứa. Trêu là bắt mẹ phải lấy cái quàng khăn đỏ kia cho con đúng không? Mẹ hứa. Mẹ. Đúng không? Con hỏi lại một lần nữa, mẹ có yêu con không? Mẹ có yêu con không? Không. Vì sao? Trêu mẹ như thế nào? Người cần phải biết mẹ. Mẹ không yêu con à? Con sẽ cho mẹ biết tay con. Biết tay con thì mẹ đẻ con ra thì mẹ phải biết cái tay con. Hả? À nói nhầm, không phải mẹ đẻ con ra đâu. Mẹ là người đẻ con ra, mẹ vừa nói thế Thôi rồi. nói đi vào đi nào làm bài đi cho nhanh nhanh nhé, tí còn ngủ. Đùa cợt quá.
xong rồi thế con đọc cho mẹ nghe nhá. Chín mươi mốt trừ đi 63 bằng 28 nhá. 33 trừ đi 18 bằng 15. 62 trừ đi 47 bằng 15. Tiếp. 100 trừ đi 55 bằng 45. Rồi, tiếp đi. X cộng 18 bằng 22 cộng 38. X cộng 18 bằng 60. X bằng 60, con viết số hơi xấu mẹ. X đã. Còn bài cuối thì con gạch 3 lỗi. X cộng 18 bằng 22 cộng 38. X cộng 18 bằng 60. X bằng 60 trừ 18. X bằng 42. Y trừ 23 bằng 65 trừ đi 38. Y bằng Y trừ 23 bằng 27. Y bằng 27 cộng 23. Y bằng 50. Chưa ai hiểu. Rồi ôi. Thế mày cầm cái bàn này xem. Y trừ đi 23. Bài đấy tí phải kiểm tra thôi, chứ còn bây giờ mà nói thì mẹ không nghe được đâu. Nghe nó không được tập trung đâu. Trời ơi. Mẹ. Thật đấy. Cứ đùa con hoài. Con đố mẹ biết. Màu gì pha với màu gì thành màu trắng? Màu trắng pha với màu trắng thì thành màu trắng. Để con đi lại đó. Đấy là cách dễ nhất nhưng mà sai. Màu vàng pha với màu trắng thì mới thành màu trắng được mẹ. Màu vàng pha màu trắng thì ra thành màu vàng. Không, là thành màu trắng rồi. Bất kỳ màu gì pha với màu trắng thì nó vẫn là màu đấy. Nha. Con biết màu gì pha với màu trắng. Màu hồng với màu trắng thì mới thành màu trắng. Hồng nhạt á. Hồng nhạt cực kỳ nhạt luôn. Vẫn thành màu hồng nhạt. Vẫn thành màu trắng chứ làm sao mà hồng nhạt được. Trời mẹ chẳng hiểu con chẳng. Con chẳng hiểu mẹ đang nói gì luôn. Vào đi đánh răng đi rồi mẹ sẽ kiểm tra cái bài đấy. Bài X xong. Hôm nay con làm nhanh lắm mẹ, đúng không? Hôm nay con làm phải nhanh. Nhanh. Nhưng mà con nghĩ là con đúng đấy. Con nghĩ là con đúng ha. Cái bài x trừ 100 thì bằng kết quả bài đấy bằng bao nhiêu? X trừ 100 á. X trừ 100 bằng x à? Đây để bằng con 66 trừ 66 ấy. Đây để con xem. Y chứ, y trừ 100 chứ. Ờ đúng rồi, y trừ 100. Y trừ 100 bằng 66 trừ đi 66. Y đấy cái bài đấy con hơi gạch xóa đó. Y con cũng viết chữ hơi xấu. Y trừ đi 100 bằng 0. Y bằng 0 cộng 100. Y bằng 100. Rồi đấy. Đúng. Thế mà không phải gạch xóa. Nghe vì con viết nhầm hai số 0 và con viết nhầm gì người ta.
Và con viết nhầm chữ Y ở bên này. Con viết nhầm số số 0 thành số 8. Trời con chẳng hiểu mẹ đang nói cái gì. Nhưng mà mẹ có yêu con không? Hỏi lại một lần nữa mẹ. Yêu chứ, là mẹ yêu. Giờ anh răng đi. Vâng. Bài đấy con làm được là con siêu rồi đấy. Để bài này ở đây nhá. Bài đấy dễ mà ai mà chẳng làm được. Được không con, bài này được không? Thank you.
con đấy, nhưng không biết có thực sự sạch không. Biết đi ly kia, biết đi ly, biết đi đấy. Chào mừng đến với Meet Deli, thịt sạch thuần khiết, sản xuất theo công nghệ thịt mát từ châu Âu với nguồn heo khỏe được xử lý, làm mát và đóng gói theo quy trình khép kín với công nghệ Oxy Fresh giúp giữ chọn độ ngon tối ưu của thịt. Sản phẩm bán tại cửa hàng Meet Deli và hệ thống Vinmart Hà Nội. Meet Deli, thịt sạch thuần khiết. Đánh chọn đã lâu. Cả cuộc đời ngồi trên trên ngựa, phi ngựa đấy, ngựa nó sốc hôi mình, súng ông nó lỏng lẻo, lò xo nó giáo các bác ạ, thế thành thử nó sốc mạnh một cái thế là bọt. Anh vừa hôn súng của bóng. Này, lại cướp cò. Con xe. Nó vẫn thế mà. Chứ bao giờ trái đất ngừng say. Mẹ đưa ra đây cho con xem. Thôi thôi đi tè đi. Vẽ đi, chỉ nghe chứ, chứ cái này nó có gì hay đâu mà xem. Cái này chủ yếu là nghe. Nhọn của cây đâm vào cô bé đau quá liền rụt tay lại khóc và chạy về phía mẹ. Nhìn thấy mẹ, cô bé vừa khóc
vừa nói, con chỉ đụng nhẹ vào một cái cây, một cái trái. Tại sao nó lại đâm con chứ? Mẹ xem, tay của con bị đâm chảy máu rồi này. Nhìn thấy mẹ không? Mẹ dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô bé và nói, con có thể dẫn mẹ đi xem tên đáng ghét nào đâm con được không? Cô bé gật đầu dẫn mẹ đến trước cây tầm gai. Vừa nhìn thấy tầm gai, mẹ đã hiểu ra tất cả. Dịu dàng nói, con ơi đừng khóc nữa, đó là vì con đụng nhẹ và nó mới đâm con đấy. Vậy nó không cho phép người khác đụng vào ư? Cô bé phục phịu hỏi lại. Đương nhiên không phải vậy, người mẹ đáp. Có điều nó rất kỳ lạ. Nếu con chặt lấy nó sẽ trở nên mềm như nước. Nhấp đi con. Vì sao nắm vào nó mà nó lại như vậy rồi mẹ? Con đọc lại đi, mẹ chưa hiểu ý của con đâu. Cho con tô màu một tí. Con cứ đọc đi, đọc chuyện đi. Mỗi lúc con làm một việc, làm xong việc đấy rồi con làm xong việc khác. Nhưng mà con đọc xong bài rồi. Rồi thì con nói cho mẹ nghe nào. Vì sao? Vì sao gì? Con đọc rồi thì con hiểu là vì sao. Thì mẹ phải hỏi vì sao gì chứ. À, vì sao mà nắm một lúc thì lại không bị đau nữa? Vì những người giúp vì nó dạy cho mình những bài học là để nó dạy cho mình bài học là mình phải biết dũng cảm, có dũng cảm thì mới có không đau. Đấy, con đã nói rồi. Thì sẽ không cảm thấy đau đúng không? Ừ. Chuyện thứ hai đi. Trời ơi. Cô tặng cho con quyển truyện này từ đầu năm đúng không? Đến giờ là từ hồi tháng 9 đến giờ, bây giờ tháng 12, chuẩn bị tháng 1 rồi, là mấy tháng rồi. Là sao các bạn đọc hết rồi mà con chưa đọc? Có thể là chưa, có thể là có bạn chưa, có thể là có bạn có. Đó. Mình làm sao mà ở nhà bạn ấy mà biết được? À, các bạn kể chuyện cho mẹ nghe mà. Thật à? Ừ. Ở đâu? À, khi lên xe, mẹ ngồi nghe các bạn đi nói chuyện. Nhưng mà mẹ đã đọc quyển này của con đâu mà biết. Nhưng mà cô tặng cho các con đó. Mẹ sẽ mượn con để đọc về quyển đấy nhá. Nhưng trước tiên phải là con là người đọc đầu tiên. Cô tặng các con mà. Khi các con biết chữ rồi là cô tặng để cho các con đọc đấy.
bí quyết thành tài. Từ xưa đến nay, cha mẹ luôn mong con thành rồng, thành phượng. Mẹ của Lina cũng như vậy, rất hy vọng con gái mình trở thành một người xuất sắc, cho dù bây giờ cô bé mới có 5 tuổi. Tiếp đi con. Một lần mẹ dẫn con bé đến thăm một nhà hóa học và hỏi ông về bí quyết thành tài. Nhà hóa học chỉ mỉm cười nói một câu dường như không ăn nhập gì với câu hỏi. Hai mẹ con có thể cùng tôi đến phòng thí nghiệm được không? Người mẹ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng cùng Lina bước vào phòng thí nghiệm. Lina mở to mắt, tò mò nhìn chai lọ khắp phòng nhà hóa học. Đưa cho cô bé một dung dịch màu vàng và nói, cháu xem cái này đi. Nhìn thấy lọ dung dịch, Lina vừa thích thú vừa lo lắng không biết nên làm thế nào. Một lát sau, cô bé đã không kiềm chế được sự tò mò, thò thay tay vào lọ dung dịch, dừng tay lại. Tiếng nhắc nhổ phía sau vang lên. Lina sợ hãi vội vã rụt tay lại. Lina giống như đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu không nói. Ha ha ha, nhà hóa học đột nhiên cười to và nói, đó chính là câu trả lời của tôi dành cho hai mẹ con đấy. Người mẹ không hiểu nhìn nhà hóa học buồn bã hỏi, thế nào có ý gì ạ? Thế này có ý gì ạ chứ? Thế là có ý gì ạ? Đúng rồi, thế là có ý gì ạ thì đúng rồi. Vừa nãy không phải chị hỏi tôi bí quyết thành tài sao? Nhà hóa học nói rồi thản nhiên cho tay vào lọ dung dịch, vừa cười vừa nói, thực ra đây không phải là cái gì nguy hiểm, chỉ là lọ thuốc nhựa màu mà thôi. Còn tiếng quát của chị vừa nãy là làm một thiên tài sợ chạy mất rồi. Tức là sao? Tiếp đi con. Để hiểu thêm ý của nhà bác học nói là gì. Hết rồi mẹ ơi. Thế thì ý là gì con ơi, giải thích cho mẹ nghe. Thì mẹ phải hỏi cái gì chứ? Đấy, mẹ muốn hỏi là ý của nhà bác học là gì? Là muốn cô bé sẽ thành tài.
Nhưng mà như thế nào, làm như nào? Mình và nhà hóa học đã bảo cô bé cho tay vào vì muốn nhà hóa học muốn cô bé thành tài. Muốn thành tài là muốn làm gì? Cho tay vào là thành tài à? Nhưng không phải, mẹ phải nghe con nói chứ. Ừ, mẹ nghe đây. Là vì và nói như vậy nhưng cô bé lại sợ. Thế là nhà hóa học biết cô không có. Lần đầu thì cô dũng cảm, nhưng lần lúc sau nhà hóa học hiểu là cứ sợ hãi mãi mà không chịu đựng được để mình thành tài, và nó khiến cô không, và nó khiến mẹ cô rất buồn và quát ngay. Như vậy thì khi mình sợ hãi thì mình có thành tài được không? Khi mình sợ hãi thì mình không thành tài được, mà khi mình dũng cảm thì mình sẽ tiến lên và mình sẽ thành tài. Thế thì con có muốn thành tài không? Có. Thế con có sợ gì không? Không. Nói cho mẹ biết xem con sợ gì nào. Con sợ gì, điều gì? Con sợ chẳng sợ cái gì ấy, mẹ. Nhớ nhá, không sợ gì nhá. Thế thì nếu mở mồm ra nói mẹ ơi con sợ lắm thì sao? Thì cứ kệ đi. Thì lúc này lại phải nhớ ra rằng là mình nói rằng mình không sợ gì nhá. Vâng. Vậy thôi con đi tông màu đây. Con lấy bộ màu ra và tô màu nhá mẹ. Tô ở đây thì hơi tối đấy, bởi vì ở đây không có đèn cho con tô. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ có thể đổ một bút lông cho con được không? Tí nữa đi để mẹ xong cái máy trực thăng này đã. Mẹ có thể xong thôi mà. Tí nữa là mẹ xong. Cần biết mẹ có thể làm được. Thêm một, trong lúc chờ mẹ thì thêm một câu chuyện nữa đi. Trời ơi. Trong lúc đấy là kịp đó. Không, bây giờ con cần phải chuẩn bị chứ. Con không chuẩn bị thì tí nữa con làm cái gì? Hả mẹ? Đúng không? Được. Rồi ơi. Đây nè.
Tí nữa mẹ tắm cho con nhé. Đây, cái này này. Mẹ có ăn không? Không, bây giờ là mẹ không thể lấy để ăn được. Thì tay mẹ đang bận. Tí nữa. Tí nữa có chứ. Mẹ con mình cùng ăn. Mẹ ăn 10 cái. Thôi con cứ ăn đi. Phần cho con. Còn lại con phần mẹ bao nhiêu thì mẹ ăn bấy nhiêu. Ăn thoải mái đi. Không phải nghĩ nhá. Ừ.
tháng ổn định các bạn, và tôi không những làm một kênh mà làm rất nhiều kênh cũng được như vậy. Và đồng thời không dừng lại đó, tôi cũng chia sẻ cho những người khác làm được như vậy. Như vậy câu hỏi đầu tiên, các bạn có tin tưởng gì tôi chia sẻ là thật và các bạn có dám tin không? Nếu bạn dám tin tôi chia sẻ, có không? À, làm sao để giỏi như tôi hả? À bạn ơi, bạn lầm rồi. Tôi là một người không hề giỏi các bạn. Mà nếu bạn nói làm YouTube phải giỏi như tôi không có giỏi vậy. Tôi là người rất là dở. Nếu mà nói về những người làm YouTube, về cuộc sống Mỹ, tôi là người dở nhất các bạn. So với anh Trương Thắng, anh Thu Niên Nguyễn, ha, tất cả mọi người, tôi đều làm cái người dở nhất. Nhưng tôi có một cái điều mà khác với người đó là tôi có một sự khác biệt. Tôi khùng hơn những người đó. Và tôi là người làm đều nhất và làm nhiều nhất mỗi ngày. Các bạn có thể kiểm chứng được mà. Trên kênh GTH Vlog của tôi đó. Bạn thấy không? Có nghĩa là tôi là người làm dở nhất trong tất cả những người đó. View ít nhất luôn các bạn. Nhưng mà tôi là người làm đều, làm mỗi ngày và làm không bao giờ sợ người ta nói gì hết. Và tôi là người làm thật nhất, chính xác. Tôi nói là thật, tôi không có màu mè, không có cầu kỳ gì hết. Và thậm chí tôi chia sẻ đây cũng vậy. Đó là cái thứ nhất là thật. Tôi đã trả lời các bạn đầu tiên nè. Hỏi đầu tiên tôi đặt ra nè. Tại sao tôi quyết định làm YouTube mà tôi chọn đề tài là cuộc sống Mỹ? Đây các bạn. Bởi vì đơn giản, tôi đang sống ở Mỹ. Nếu tôi làm cuộc sống Mỹ mà tôi không sống Mỹ thì sao tôi làm được? Điều thứ hai là tôi là người rất thích được chia sẻ. Và những gì tôi chia sẻ là những vấn đề thật nhất trong cuộc sống mà chính bản thân tôi đã từng trải qua và đã vướng phải. Mục tiêu tôi chia sẻ là gì? Không phải để kiếm tiền, không phải để người ta thương, không phải để người ta thích. Mà tôi chia sẻ để cho những người mà nhận được những giá trị đó, người ta có thể không vướng phải những vấn đề mà tôi đã gặp phải trong thời gian mà tôi định cư Mỹ trước đây. Có nghĩa là tôi chỉ khao khát muốn những chia sẻ tôi giúp ích cho những người khác để người ta thành công mà người ta không vướng phải những vấn đề rắc rối như tôi. Chứ tôi không có cầu kỳ mong muốn gì hết á. Cho nên chứ
Điều tiếp theo, tôi không hề sợ bị gạch đá xi măng hay là những vấn đề cà thối họ chửi. Thậm chí có người dọa là đòi bắn đòi giết tôi nữa rồi các bạn. Tôi vẫn cứ vô tư. Tại sao? Bởi vì mình tin tưởng điều mình nói. Và dĩ nhiên là gì các bạn? Là có ích cho người khác. Và dĩ nhiên có cũng có những người sẽ không ủng hộ bạn điều đó có. Và bạn phải gì? Biết vượt qua những cái gì? Những điều đó. Và có rất nhiều những người họ đã làm mà tôi chỉ họ làm, nhưng mà họ không vượt qua được rào cản đó, họ thất bại. Họ dừng cuộc chơi sớm các bạn. Cho nên tôi khuyên các bạn trong năm 2019 này, các bạn ơi, các bạn hãy làm bằng những gì mà các bạn làm thật nhất có thể làm được. Tôi nói đơn giản như vậy nha. Tôi đã chia sẻ cho những bạn trẻ mà thấy như là Tùng Tây Bắc, như là Chứ Hà Giang, hai người đó đã làm và đã thành công, đã kiếm được bạc ngàn một tháng các bạn. Giống như chị bán phở đó, cái kênh bà bán phở bạn lên đi. Những người đó họ rất là bình thường. Như Chứ Hà Giang là gì? Bạn ấy ở Hà Giang. Tùng Tây Bắc là gì? Ở Tây Bắc chả có gì hết. Như bạn Bích Sơn Chương thấy không? Bích Sơn Chương của Mỹ. Bạn ấy lấy chồng Mỹ. Tôi nói ủa? Tất cả những người này bạn nghe nói nè, tất cả người này họ không hề có bằng đại học nha. Họ chưa qua đại học nha các bạn. Họ cũng chưa có gọi là chuyên gia, và họ không có giỏi về máy tính gì hết các bạn. Thậm chí là rất là dở luôn đó. Nhưng mà họ làm được cái gì? Họ dám chia sẻ thật. Họ dám xuất hiện gương mặt mình lên. Bạn có thấy Bích Sơn không? Bạn ấy chia sẻ là bạn ấy bị chửi như là một con thú. Nó mạt sát bạn ấy không ra cái gì. Nó gọi bạn ấy là con này con kia. Nhưng mà bạn ấy vẫn cứ bình tĩnh. Nó vẫn cứ vui vẻ chia sẻ sao đâu. Rồi bạn thấy không? Như Tùng Tây Bắc chia sẻ. Nó nói Tùng Tây Bắc là cái thằng dân tộc ngu xuẩn. Vẫn chia sẻ. Nó nói thằng Chứ là cái thằng sầm lờ. Bạn ấy vẫn chia sẻ. Bạn ấy chia sẻ những gì? Những người này chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống của họ. Họ đi đâu? Họ làm gì? Cuộc sống Tây Bắc đẹp ra làm sao? Cuộc sống Hà Giang nó thú vị như thế nào? Nơi đó có những món đặc sản gì? Lễ hội ra làm sao? Dân tộc ra làm sao? Hàng ngày cuộc sống như thế nào? Mình thấy ông Tùng, người ảnh rất đẹp, ngồi bên bếp lửa học, nướng củ khoai, quả ngô, quả sắn, ngồi nói chuyện về cuộc sống vùng cao, khí hậu như thế nào, giá lợn ra làm sao? Thấy chưa các bạn? Bạn làm YouTube là bạn làm cho người khác xem. Bạn ơi, những hình ảnh của bạn có thể là quá tầm thường, nhưng đối với tôi đó là những hình ảnh rất mộc mạc. Và những người nước ngoài như tụi tôi ở đây, sống ở nước ngoài, kể cả những người Mỹ, người Tây, người Pháp, họ không còn những thấy những hình ảnh đó ở xứ của họ. Họ thấy điều đó rất là lạ các bạn, rất là hay các bạn. Bạn thấy như bạn Nhàn không? Thanh Nhàn Vlog đó. Nhàn là người ở Cà Mau, bôn ba lên đâu? Lên Cần Thơ sống rồi lên Sài Gòn. Tôi khuyên bạn ấy trở về Cà Mau đi. Bạn ấy về Cà Mau, bạn ấy đã chia sẻ gì? Bãi biển Cà Mau, người ngư dân ở đó vất vả bắt từng ốc móng tay làm sao, chặt từng cái con hào như thế nào. Và cuối cùng mày phát hiện ra người dân mình quá khổ, bà con mình quá khổ. Bạn ấy đã dùng truyền thông, dùng công nghệ, bạn ấy làm gì các bạn? Bạn ấy đã giúp cho bà con ở đó đưa cái hình ảnh là gì? Khô cá đói mà một nắng, cua Cà Mau lên trên YouTube, lên trên Facebook. Và bạn ấy đã bán được những lô hàng đầu tiên. Bạn ấy rất là hạnh phúc khi bạn ấy giúp được. Trong đó có cha mẹ mình, có dì mình, có bà con dòng họ mình. Thấy như Tùng không? Ở Tây Bắc, bà con làm thịt lợn gác bếp rất là khó khăn. Không dùng phẩm màu, không dùng hóa học. Nhưng mà bạn ấy đã tìm được cái hướng ra và cung cấp thịt lợn này cho những người ở vùng xuôi và cho các nhà hàng đặc sản. Bạn ấy đã thành công. Ủa vậy các bạn ơi, các bạn muốn làm YouTube thì các bạn phải nghĩ tới cái chuyện là gì? Nghĩ tới giá trị tốt đẹp cho bản thân mình, cho những người xung quanh mình, cho bà con mình, cho những cái đặc sản quê mình được chấp cánh bay cao bay xa các bạn. Các bạn sẽ thành công thôi. Còn các bạn làm, các bạn cứ ra các bạn chửi thề, các bạn cứ chửi sùm lên trên mạng, các bạn cứ khoe víu nè, khoe xò lông nè, để làm cái gì, được cái gì hả? Nói bạn nghe. Rồi bạn đi chửi về chính trị, các bạn cứ lên án người này người kia, các bạn đưa toàn tư duy tiêu cực không à các bạn. Hậu quả rồi đó các bạn. Bao nhiêu YouTuber đã chết á các bạn. Rồi bạn thấy ông YouTuber là gì? Bạn ấy là người hiểu về âm nhạc, có phòng thu. Bạn ấy chấp cánh cho những ước mơ, những bạn trẻ đam mê ca hát, mang ra quán trà đá, ngồi để hát những điệu bolero rất là hay.
của chúng ta mang những cái hình ảnh nó lên đẹp quá còn gì nữa các bạn. Các bạn hãy làm ngay những gì các bạn đang có đi. Biết nấu ăn thì làm nấu ăn, biết du lịch thì làm du lịch, biết hát thì chia sẻ về hát, biết đồ thủ công thì làm chia sẻ thủ công, biết con chữ thì dạy cho người ta biết học. Có đặc sản nào quê mình đem chia sẻ đi. Mất cái gì? Hỏi tôi nghe bạn mất cái gì. Mình thích làm thơ thì cứ làm thơ đi nha. Nhưng mà vấn đề mình phải khôn ngoan, mình chọn cái gì mà người ta cần. Cái thơ đó thì nó hơi khó, nhưng có thể biến thơ thành hát ca được không? Được không các bạn? Tôi già như vậy rồi nè, tôi xấu như vậy nè, tôi dở như vậy nè, tôi dốt như vậy tôi còn làm được. Các bạn trẻ, các bạn năng động, và tôi xin cảnh báo bạn một điều thế này. Nói bạn biết một điều bí mật tuyệt vời luôn. Các bạn trẻ Việt Nam ơi, các bạn đang ngồi trên một kho vàng. Một kho vàng có thể tạo ra tiền trên YouTube rất là dễ. Các bạn không biết làm. Các bạn dễ lắm luôn đó, tôi nói hoài bạn nghe. Các bạn ở Việt Nam mà rất dễ để làm kiếm tiền được với YouTube. Tại vì sao? Đề tài bao la, quay phim rất dễ, người ta không làm khó dễ gì các bạn. Mà những hình ảnh đó nước ngoài họ không có, cả thế giới đang nhìn về các bạn. Sướng lắm các bạn ơi. Bên Mỹ này, xin lỗi các bạn, chúng tôi bước ra đường toàn xe hơi, toàn nhà cao cửa rộng, toàn thứ gọi là cao sang không à. Làm chẳng có ma nào nó coi hết các bạn. Làm đi, có chăng là những người Việt Nam coi mà coi được bao nhiêu view, bao nhiêu tiền. Được chưa các bạn? Các bạn đang giàu có, đang ngồi đó mà các bạn không biết. Và thậm chí từ đó mà nghe là kinh doanh của bạn tỉnh táo một chút đi. Hiện nay rất nhiều công ty họ về Việt Nam, họ đầu tư, họ mở thị trường. Tại vì cái đất nước Việt Nam mình và châu Á đang là đất nước gì? Phát triển các bạn. Ở nước ngoài này, ở Mỹ đây nè, nó bão hòa rồi, không làm được. Tỉnh táo xíu đi các bạn. Các bạn cứ đòi hỏi gì cao xa nhưng khi các bạn đang ngồi trên một đống vàng, đang làm kho báu mà các bạn không biết dùng. Thấy chưa các bạn? Ngay cả nhiếp ảnh thì bạn thấy không? Tôi là một người dân nhiếp ảnh nè. Bao nhiêu người ở bên Mỹ này về Việt Nam chụp ảnh và những tác phẩm Việt Nam là gì? Là nổi tiếng và đi có giải không à? Đó, tôi xin nhắc lại lần nữa, các bạn muốn làm YouTube thì các bạn hãy quay những vấn đề gì các bạn đang có tại quê mình. Hãy bám quê đi, đừng có bỏ quê mà đi. Bám quê đi các bạn, hãy học theo Tùng Tây Bắc, hãy học theo Chứ, hãy học theo Liên Lê, hãy học theo Nhàn. Quê hương các bạn tuyệt vời lắm, bám quê mà đưa lên đi. Bạn khai phá hết quê hương bạn chưa? Chưa, làm ngay đi các bạn. Nếu bạn muốn làm thì chúng tôi hỗ trợ các bạn. Có cả 3 cái học viện đang lúc nào túc trực hỗ trợ bạn, hơn 26 con người đang giúp các bạn. Học viện kiếm tiền online.com, học viện topelearns.com, học viện kiếm tiền YouTube bá đạo.com. Bạn hãy chọn một trong 3 học viện, thậm chí chọn cả 3 luôn cũng được đó. Vào đó đăng ký thành viên đi, trở thành thành viên của họ. Lên đó chat với họ đi, thắc mắc cái gì họ chỉ cho các bạn. Sắp tới này những anh em vùng cao sẽ có một học viện mới, nó là học viện gọi là Tây Bắc, học viện MMO Tây Bắc, do Tùng Tây Bắc trực tiếp và dễ chứa với nhiều người đó bắt tay nhau hỗ trợ cho các bạn đó. Mình thấy các bạn thấy không? Các bạn muốn thành công mà bây giờ các bạn thấy 108 người, 112 người xem, 59 like. Quá tệ. Chừng nào bạn thay đổi được tư duy bên trong đó, bạn thay đổi được bên trong đó, bên ngoài sẽ thay đổi được thôi. Đúng không các bạn? Rồi thôi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn những điều bí mật đó. Và đây là các bạn, tôi có trong tay 2 cái giáo trình. Và 2 trình này chỉ dành cho 39 người hữu duyên thôi, không có người nào khác nữa đâu, thứ 40 nữa các bạn. Và bạn muốn thì hãy liên lạc với học viện tiền online, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn toàn bộ giải pháp này. Và biết cụ thể gì nói thế nào, các bạn hãy vào trong cái kênh học viện MO 247. Chúng tôi nói rõ về những sản phẩm này. Đó, đây là những sản phẩm mà chúng tôi tâm đắc nhất tạo ra và do chính tôi tạo ra bằng 1 năm qua kinh nghiệm các bạn. Đăng ký sao hả? Vô đó đăng ký bình thường, vô học viện tiền online.com hoặc là học viện topelearns.com hoặc là học viện bá đạo.com. Vô nhấn vô nút đăng ký là thôi chứ có gì đâu, rất bình thường thôi các bạn. Và thường cái giờ lên sóng mình là giờ này các bạn, lên sóng là giờ này. Rồi các bạn hãy nhận lấy những cái chia sẻ và like và những cái chuông đi, bạn sẽ nhận được những chia sẻ mới của mình. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, xin trân trọng nha. Chúc các bạn năm mới tốt đẹp. Happy New Year.
đừng 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 động vào mẹ nhé. Đừng đóng nữa nhá, chỉ mở ra thôi, đừng đóng nữa. Vâng. Á yêu, á yêu, á yêu, á yêu. Em đi ra ngoài đây. Rồi em đi đi. Gọi ông đi đổ rác nhá. Đây là cả mẹ lẫn cả con mà mẹ. Nhưng mà đừng có động vào cái này của mẹ, cũng học hỏng việc. Mẹ có muốn ăn không chị? Thì con để dày. Có chứ. Con sẽ ăn. À, con sẽ cho mẹ ăn nhá. Tí nữa con sẽ để dành cho mẹ nha. Ngon nha. Ngon nhờ mẹ nhờ.
đưa ra nhé.
gắng đừng chạm gì vào mẹ nhé. Thank you.
Rời gì à? Tí nữa tìm sao con, cứ dùng cái gì đang có đã. Tí tìm sao? Kệ. Không phải kệ mà tí mình tìm. Sao? Mình đang sáng tác mà mình bị ngắt cái cơn sáng tác là mất trong đấy. Đây, có xong rồi. Làm tiếp đi. Trông vẽ đẹp đó.
Cảm ơn con, yêu quá. Jesus.
Claim and see who